Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đọc sơ đồ để móc nên một sản phẩm. Thì như ở video trước mình đã hướng dẫn các bạn móc 5 mũi cơ bản. Thì từ 5 mũi này, dựa theo những cách sắp xếp khác nhau mà chúng ta tạo nên được những hoa văn và những sản phẩm khác nhau. Cơ bản thì cũng chỉ có 5 mũi này thôi. Người ta đã vẽ nên những sơ đồ mà khi chúng ta nhìn vào đây, chúng ta móc theo thì chúng ta sẽ được cái hoa văn giống như vậy. Thì đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn ký hiệu của từng mũi móc. Trước tiên đó là mũi bính. Mũi bính thường được ký hiệu bằng một vòng tròn hình bầu dục và ở bên trong thì để rỗng. Mũi thứ hai là mũi đơn. Mũi đơn sẽ được ký hiệu bằng chữ X hoặc là dấu cộng. Mũi nửa kép thì được ký hiệu bằng chữ T. Mũi kép thì được ký hiệu bằng một chữ T và có một gạch ở giữa. Và mũi trượt hay gọi là mũi kết, mũi dời thì được ký hiệu bằng một hạt gạo. Ở bên trong được tô đậm, tô đen và kín luôn. Thì đây là 5 mũi cơ bản. Ví dụ như trong sơ đồ này, chúng ta nhìn vào chúng ta sẽ thấy đây là những mũi bính được ký hiệu bằng một vòng tròn hình bầu dục và bên trong để rỗng. Mũi trượt là những chấm màu đen. Chữ T có một gạch ở giữa, đây là mũi kép. Và chữ X, đây là mũi đơn. Khi mà các bạn thấy một sơ đồ, chúng ta sẽ đọc theo thứ tự. Ví dụ như vòng tròn thường sẽ móc từ bên trong đi ra, thì chúng ta sẽ thấy ở đây số 1. Số 1 là hàng đầu tiên và số 2 là hàng thứ hai. Chúng ta sẽ móc 1 2 3 4, nghĩa là móc từ bên trong này, móc đi ra. Vòng đây là vòng bắt đầu. Thì vòng bắt đầu này chúng ta sẽ thấy có 1 2 3 4 mũi bính và nối lại bằng một mũi trượt. Sau đó chúng ta sẽ móc lên 3 mũi bính để lên hàng thứ nhất và cách đọc chúng ta sẽ đọc từ trong ra ngoài và từ phải qua trái. Khi móc, các bạn sẽ móc từ bên phải, các bạn đọc qua bên trái và các bạn móc lần lượt theo thứ tự. Ví dụ, hàng đầu tiên móc lên 3 mũi bính thì các bạn sẽ tiếp tục móc theo bên trái là móc 2 mũi bính tới 1 mũi kép, 2 mũi bính, 1 mũi kép và các bạn cứ móc như vậy cho tới hết vòng, kết lại, bắt đầu lại lên vòng thứ hai. Đây là vòng tròn thường móc từ tâm ra và các bạn đọc theo số thứ tự của từng hàng như vậy, các bạn móc cho tới hết cái sơ đồ. Còn nếu như không phải vòng tròn mà là hàng ngang, ví dụ các bạn móc áo thì các bạn sẽ thấy thường người ta sẽ đi theo một đường thẳng, bắt đầu là một dây bính. Người ta cũng sẽ ký hiệu dây bính, mũi bính như thế này, theo một đường thẳng. Và bắt đầu người ta đánh số 1 và lên hàng, là mũi bính lên hàng ở đây. Ví dụ người ta chữ X là mũi đơn, nghĩa là cứ một mũi bính này, chúng ta móc một mũi đơn vào đây. Thì số 1 ở bên này thì số 2 sẽ ở bên này. Để bắt đầu hàng số 2, ví dụ hàng số 2, chúng ta móc lên 3 mũi bính và bắt đầu để móc mũi kép. Thì các bạn sẽ thấy vị trí số ở đâu, nghĩa là bắt đầu hàng ở đó, hàng
Thứ nhất thì bắt đầu ở phía này, thì hàng thứ hai sẽ bắt đầu ở phía này. Thường nếu như là hàng ngang thì các bạn sẽ đọc từ dưới lên trên. Vòng tròn thì chúng ta đọc từ trong ra ngoài, còn theo đường thẳng thì chúng ta sẽ đọc từ dưới lên trên và theo số thứ tự. Đây là sơ đồ mà người ta đã vẽ ra cho chúng ta dễ hình dung. Thì khi nhìn vào đây chúng ta sẽ biết được à, chỗ này móc mũi nào, chỗ này phải bỏ qua mấy mũi. Thì nhìn vào đây các bạn dễ hình dung hơn. Tuy nhiên có một số hướng dẫn người ta không có vẽ ra sơ đồ như thế này mà người ta ký hiệu bằng chữ. Ví dụ như khi móc thủ bông, người ta sẽ thường ghi sẵn ra công thức bằng chữ như thế này. Thì x là mũi đơn, v v là tăng mũi đơn, hai mũi đơn móc vào một chân là v, a là giảm mũi. Còn nếu như người ta ký hiệu là chữ t, nghĩa là mũi nửa kép, và ký hiệu chữ f là mũi kép. Khi móc thủ bông thì người ta sẽ ghi những công thức. Ví dụ như vòng tròn 6x, nghĩa là khi chúng ta khởi đầu chúng ta móc vòng tròn ma thuật móc vào 6 mũi đơn. 6V nghĩa là vòng thứ hai chúng ta tăng lên 6 mũi. Vòng thứ ba x v nhân 6 nghĩa là chúng ta sẽ lặp lại một mũi đơn, một mũi tăng và lặp lại 6 lần. Thì nếu như các bạn tìm hiểu sâu về móc thủ bông, các bạn sẽ thấy những công thức móc thủ bông thường là người ta sẽ viết ra và mình nhìn vào đây mình sẽ dễ dàng móc hơn là khi mà nhìn vào sơ đồ như thế này. Nếu mà các bạn móc bằng sơ đồ thì các bạn nên in ra giấy và móc tới đâu chúng ta đánh dấu lại tới đó và chúng ta sẽ đếm cho nó kỹ càng. À, cho nó dễ dàng hơn. Còn nếu như các bạn mà để ở trong điện thoại hoặc là ở trong máy tính mà các bạn đếm và móc bằng sơ đồ này thì sẽ rất là rối mắt và đôi khi mình sẽ bị đếm nhầm. Cho nên nếu các bạn bằng sơ đồ thì các bạn nên in ra để mà các bạn móc cho dễ. Hiện nay thì một số hướng dẫn móc thú bông hoặc là móc khăn móc áo ngoài sơ đồ này người ta còn viết bằng chữ nhưng đa phần là bằng tiếng Anh. Thì cách đọc hướng dẫn tiếng Anh thì mình cũng đã có viết ở trong trang nhà kho của An. Thì các bạn có thể vô trang nhà kho của An và các bạn tìm đọc cái phần mà mình hướng dẫn cách đọc hướng dẫn bằng tiếng Anh. Thì người ta không có ghi, không có sơ đồ như thầy, cũng không có ghi X, A, V gì cả, mà người ta sẽ ký hiệu bằng một ngôn ngữ chung. Thì các bạn vô các bạn đọc, các bạn sẽ thấy là mình viết cũng khá là rõ. Thì ban đầu nếu như các bạn đọc bằng sơ đồ tiếng Anh thì có thể là hơi khó khăn, nhưng nếu các bạn đã đọc qua một vài lần rồi và mình làm được rồi thì càng về sau mình càng cảm thấy nó dễ, bởi vì bằng tiếng Anh người ta ghi cũng rất là rõ ràng và ký hiệu thì là ký hiệu chung rồi, mình chỉ cần đọc được một vài ba cái hướng dẫn đầu thì những hướng dẫn về sau mình cũng tương tự như vậy mà mình làm thôi, không có gì khó khăn cả. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc theo sơ đồ. Các bạn có thể tìm những cái sơ đồ này ở trên Google có rất là nhiều, mà cách mà các bạn tìm thì nếu như các bạn ghi bằng tiếng Việt á thì đôi khi sẽ không có ra được cái sơ đồ như mong muốn. Mà thường là chúng ta khi tìm một sơ đồ hướng dẫn để móc chúng ta hãy đánh tiếng Anh, ví dụ như là móc thì các bạn sẽ tìm từ crochet là móc, rồi sơ đồ thì chúng ta sẽ tìm thêm từ chart, chart là biểu đồ sơ đồ đó các bạn. Các bạn muốn móc cái gì, ví dụ như các bạn muốn móc mũ thì chúng ta ghi thêm chữ H, hoặc là các bạn muốn móc một cái gì đó
mà chúng ta không có tìm được cái từ tiếng Anh, ví dụ mình không biết từ tiếng Anh thì các bạn có thể vô phần Google dịch á, các bạn ghi tiếng Việt, ví dụ như là khăn, các bạn dịch sang tiếng Anh đó là từ gì thì các bạn sẽ biết, và các bạn điền vô trong cái ô tìm kiếm để các bạn tìm ra, thì nó sẽ ra rất là nhiều cái sơ đồ để các bạn tham khảo. Nhưng khi các bạn tìm cái chữ chạc này thì nó sẽ ra cái sơ đồ bằng hình ảnh này nhiều hơn. Còn nếu như các bạn muốn tìm sơ đồ mà hướng dẫn mà bằng chữ á, thì chúng ta sẽ không tìm từ chạc này, mà các bạn sẽ tìm từ đây, hai chữ T, thì nó sẽ ra bản, đa phần là ra bản hướng dẫn bằng chữ. Hiện nay thì có rất là nhiều bản hướng dẫn miễn phí ở trên internet, các bạn có thể vô một số trang hướng dẫn móc len hoặc là một số trang web của những tác giả người nước ngoài, người ta làm ra những cái mẫu và người ta viết rất là nhiều. Tuy nhiên có một số mẫu thì chúng ta phải trả phí và chúng ta phải mua cái bản hướng dẫn đó về để chúng ta dựa vào đó để làm nên những cái sản phẩm. Thì khi các bạn mới bắt đầu học móc thì các bạn có thể tham khảo những cái mẫu mà miễn phí ở trên mạng rất là nhiều. Hiện nay có một số trang mạng mà các bạn có thể tìm được nhiều hình ảnh, đó là Pinterest. Ở trang này có rất là nhiều mẫu để tham khảo từ hình ảnh hoặc là từ sơ đồ. Các bạn nên vô đây để các bạn tham khảo. Thì các bạn vô trang web này, các bạn cũng ghi những cái từ khóa này ra cần tìm, thì các bạn sẽ thấy ra rất là nhiều hướng dẫn, rất là nhiều mẫu để tham khảo, hoặc là nếu như là các bạn cần thì chúng ta có thể lưu về để làm sau. Mình chỉ nói sơ qua một số điểm về cái sơ đồ này thôi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn móc theo sơ đồ này. Sơ đồ này thì chúng ta sẽ móc ra được một miếng, cái này là thường để làm lót ly. Ở đây mình móc sợi cô tông Việt Nam, sợi nhỏ thì ra kích thước nó hơi nhỏ như thế này. Nếu như các bạn muốn to hơn thì các bạn sẽ móc bằng sợi to hơn. Đầu tiên chúng ta sẽ móc vòng bắt đầu này, 4 mũi bính. Một, hai, ba, bốn. Và nối lại bằng một mũi trượt. Các bạn sẽ nối với mũi đầu tiên. Nối lại bằng một mũi trượt. Vòng đầu tiên chúng ta sẽ móc lên 3 mũi bính. Ba mũi bính này các bạn thấy là người ta vẽ như thế này, thì là ba mũi bính này sẽ tính giống như là một mũi kép ở đây. Tiếp tục các bạn sẽ móc hai mũi bính. Móc một mũi kép vào bên trong của vòng tròn 4 mũi ban đầu này. Các bạn sẽ đâm kim vào bên trong vòng tròn này luôn. Chúng ta sẽ móc một mũi kép. Tiếp tục hai mũi bính, một mũi kép. Tiếp tục chúng ta lại móc hai mũi bính, một mũi kép. Lặp lại như vậy. Tổng cộng là chúng ta sẽ móc 5 mũi kép.
bạn thấy mình đã móc 5 mũi kép, cuối cùng là 2 mũi bính. Và sẽ kết lại với lại mũi bính thứ ba này bằng một mũi trượt. Như vậy là chúng ta đã móc xong vòng thứ nhất. Lên vòng thứ hai, bắt đầu bằng 3 mũi bính. Tiếp tục móc 2 mũi kép, nhưng 2 mũi kép này chúng ta sẽ móc vào cùng chân, cùng một chân ở đây. Các bạn thấy 3 mũi mà hướng vào cùng một vị trí thì ở đây chúng ta sẽ móc vào cùng một chân. Tương tự ở trên này cũng vậy, các bạn thấy từ 2 mũi này hướng vào cùng một vị trí thì là chúng ta sẽ móc 2 mũi cùng một chân. Mũi kép này chúng ta móc vào cùng chân với lại 3 mũi bính đầu tiên. Tiếp tục móc 3 mũi bính. Và móc 3 mũi kép vào cùng một chân, và cái chân này là chúng ta móc vào phần mũi kép ở vòng 1. Móc 3 mũi kép vào đây. Và chúng ta sẽ lặp lại 3 mũi bính, 3 mũi kép. Cuối cùng các bạn sẽ móc 3 mũi bính và kết lại với 3 mũi đầu tiên này bằng một mũi trượt. Như vậy là chúng ta đã móc xong vòng thứ hai. Vòng thứ ba bắt đầu bằng 3 mũi bính. Một mũi kép vào cùng chân với 3 mũi bính. Tiếp tục một mũi kép móc vào mũi kép thứ hai của vòng thứ hai này. Hồi nãy chúng ta vòng 2 chúng ta có 3 mũi thì mũi đầu tiên các bạn móc là 2 mũi kép. Mũi thứ hai chúng ta sẽ móc một mũi kép. Và mũi thứ ba thì chúng ta lại móc 2 mũi kép. Tiếp tục móc 3 mũi bính. Và lặp lại. Chúng ta sẽ lặp lại như vậy cho tới hết vòng. Mũi đầu tiên các bạn sẽ móc 2 mũi kép. Mũi thứ hai chúng ta móc 1 mũi kép. Mũi thứ ba chúng ta móc 2 mũi kép.
3 mũi bính. Sau khi các bạn móc xong vòng thứ ba thì chúng ta cũng kết vào bằng một mũi trượt.
Sau khi chúng ta đã móc tới phần cuối của vòng thứ 5 này thì các bạn sẽ thấy thay vì là 3 mũi bính ở cuối này thì chỉ móc 1 mũi bính. Sau đó các bạn sẽ móc 1 mũi nửa kép vào phần đỉnh của 3 mũi đầu tiên này. Một mũi bính và móc một mũi nửa kép vào phần đỉnh này. Lý do vì sao chúng ta không móc 3 mũi bính và kết vào đây nhưng mà lại móc một mũi bính và một mũi nửa kép? Bởi vì hàng tiếp theo chúng ta sẽ móc vào phần giữa của dây bính này. Những dây 3 bính chúng ta vừa tạo thì hàng tiếp theo chúng ta sẽ móc vào phần giữa của dây này. Nếu như mà mình móc 3 mũi bính mà mình kết vào đây thì cái kim móc của mình, cái mũi cuối cùng nó sẽ nằm ở phần đỉnh này. Thì chúng ta sẽ phải di chuyển phần kim này ra ở phần giữa thì sẽ khó hơn là khi chúng ta chỉ móc một mũi bính và móc một mũi nửa kép thì phần mũi cuối cùng này đã nằm ở giữa của phần lỗ này. Hàng cuối cùng ở đây người ta sẽ viền bằng mũi bính, 3 mũi bính và một mũi đơn vào trong dây 3 bính của hàng dưới. Các bạn cứ móc 3 mũi bính và một mũi đơn, 3 mũi bính và một mũi đơn. Còn ở đây mình chỉ móc tới hàng này thì mình kết thúc để cho cái phần viền của cái hoa văn này nó tạo hình trái tim như thế này thì nhìn đẹp hơn. Và mình chỉ móc tới hàng 5 thôi thì mình sẽ kết thúc. Thì cách kết thúc sản phẩm thì chúng ta sẽ móc lên một mũi bính, sau đó sẽ cắt sợi và rút cây kim ra như thế này, thắt lại. Phần sợi thừa này mình sẽ giấu vào ở phía sau. Những cái sợi mà còn thừa ra chúng ta sẽ phải giấu luôn vào những cái mũi móc để nhìn nó đẹp hơn. Thì các bạn sẽ dùng kim khâu len. Kim khâu len thì phần lỗ kim này nó sẽ to để chúng ta có thể xỏ sợi len vào. Thì cách để xỏ sợi len vào, mình sẽ không có xỏ giống như là xỏ chỉ, mà mình sẽ gấp sợi len lên trên phần lỗ kim như thế này. Các bạn cầm chặt, sau đó các bạn vuốt mạnh ra. Vuốt mạnh ra và xỏ phần đỉnh này qua lỗ thì sẽ rất là dễ dàng so với các bạn cầm đầu của sợi len và các bạn xỏ qua, bởi vì đầu của sợi len thông thường được xe bằng nhiều sợi nhỏ. Khi chúng ta mà xỏ qua như vậy thì sẽ dễ bị sót sợi. Thì các bạn sẽ xỏ gập sợi len lên trên thân của lỗ kim, út mạnh ra và xỏ vào. Chúng ta thường giấu sợi thừa ở mặt trái của sản phẩm thì các bạn sẽ luồn kim vào trong những cái mũi mà chúng ta đã móc và các bạn giấu cái sợi này. Tùy theo ý các bạn có thể giấu vào bất kỳ vị trí nào, cứ luồn lách cái sợi thừa này vào trong những cái mũi móc. Các bạn giấu cái sợi này càng kỹ thì cái mối len nó càng chặt và sản phẩm càng đẹp, không có bị tuột mối len.
Sau khi mà chúng ta đã giấu cái sợi len thừa này vào một đoạn rồi, các bạn thấy là nó đã chắc chắn rồi, thì chúng ta sẽ cắt sát luôn phần sợi ở lúc đầu này, các bạn cũng giấu như vậy. Nếu như cái sợi len các bạn muốn giấu mà nó quá ngắn so với cái kim, khi chúng ta mà xỏ vào kim không có thao tác cây kim được, thì các bạn sẽ luồn cây kim trước. Cây kim này các bạn sẽ luồn vào những cái vị trí mà các bạn muốn giấu cái sợi len này. Chúng ta sẽ luồn kim đi trước tới phần lỗ thì chúng ta mới bắt đầu xỏ cái sợi len thừa này vào phần lỗ và cầm cây kim kéo qua. Các bạn thấy cùng một hoa văn nhưng mình móc sợi len to thì sản phẩm nó sẽ to, còn mình móc sợi len nhỏ thì sản phẩm sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Chính vì vậy mà trong khi các bạn móc một sản phẩm, cái len và kim móc các bạn lựa chọn ban đầu rất là quan trọng để quyết định cái kích thước của sản phẩm khi các bạn làm ra. Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách đọc sơ đồ để móc sản phẩm. Các bạn có thể tìm những sơ đồ mà các bạn muốn móc để làm lót ly và khăn trải bàn, thì có rất là nhiều kiểu hoa văn, các bạn lên trên internet các bạn tìm. Chúc các bạn thành công.